Ngày 30 tháng 12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào thiếu tá công an đang làm nhiệm vụ phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, vào tối ngày 28 tháng 12, tổ công tác do thiếu tá Phan Hồng Công, phó trưởng công an thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, đến gia đình chị Nguyễn Thị Hảo, 53 tuổi, ở tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng để giải quyết việc chị Hảo bị em trai là Nguyễn Văn Tường, 44 tuổi, ở cùng nhà đang có hành vi xô xát và dùng dao dọa giết. Khi tổ công tác có mặt yêu cầu Tường về công an thị trấn để làm việc, thì Tường không chấp hành mà dùng dao dài khoảng 30cm tấn công tổ công tác. Hậu quả đồng chí Công bị Tường đâm nhiều nhát vào vùng cổ và vai phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Tường đã cầm dao chạy vào rẫy cà phê gần đó rồi bỏ trốn. Được biết, Tường là đối tượng mới đi cai nghiện tập trung về, nhiễm HIV, có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Hiện lực lượng công an đang tích cực truy bắt Tường để xử lý theo quy định của pháp luật.